năm miêu rõ ràng, năm phương năm miêu rõ ràng, nên ở ban cành nhật tiên chúa bà năm năm. Chúng thiên năng thiết thiết lập lập một một toàn ngũ phương bản bản cảnh cảnh tên chúa và năm năm ngôi đền thờ chúa A Thánh mê cảnh vắng tu hữu tình tình cảnh cảnh vật vật sinh dầu áo trắng hà. Làm lễ dâng nhang cúi đầu khấn mẫu mười phương độ trì, thành dâng nhang niệm được từ bi bài sai đố chiều đồng đồng cung đồng ngang đường ngân đường ngang phố dòng dòng sơn xa tinh tình thành mang chúc chúc mang vàng bằng xe bằng người có cơm nam xà mang cùng có khi sung ai đi thì được ngã tiền tòa sát lúc ly trong đi đẹp làm sao anh được điện tỏa sáng lúc linh trong đêm ôm đẹp làm sao tay múa môi bà đẹp làm sao tinh 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 tàng tinh nha tay múa môi ôi đẹp làm sao vui về hồi mua và về đây mua cá chỉ yên sơn sang tôi linh nghi hài hoa dạo chơi khắp nơi chim anh đang diêu lo chào mừng cất tiếng ca vang người trên núi ngang hôm nay về tới bàn đêm đây giang giang sang người trên núi hôm nay về tới bàn đêm đây chân xưa đi sân xua đi xuân nghèo được lắm lỗi nay này ơi đi tròn đền này đi tròn đền này thôi đôi núi có lỗi bao xa lên cả mì xua hai bông hoa hai hoa mang về đến đây biết bao thành đồng sơ mong ban thèn biết bao thành đồng sơ mong ban thèn độc tài chúa mới ban ra
bốn phương hội họp thì qua tháng ngày tan cho tiền tốt không mà dày bỗng đồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ nguyện con quê sớm phục thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 xuân na thu rào khắp bốn na phương hải về bà gọi phu xe trả tiền là bằng giày biết chúa bà được đẩy tay vàng con xin chúa thương cho những kẻ đói nghèo thầy ngày chúa hành điện địa chân tay phải mau thỉnh thánh bởi thầy nhà thành ra hồi